Xin chào các bạn, mình là Thanh ở Dũng Body. Và kể từ ngày hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn trong chương trình học ngữ pháp của N2. Và có một điều đặc biệt mình sẽ giới thiệu ngay bây giờ, đó là trong lần học ngữ pháp này thì chúng ta sẽ không chỉ học với mình không, mà chúng ta sẽ còn học cùng với một bạn đóng một vai trò hoàn toàn mới trong các clip dạy học của Dũng Body. Đó là ai thì chúng ta hãy cùng nhìn đây. Xin giới thiệu mọi người, đây là bạn Nghĩa, vốn là học sinh của Dũng Mori. Và trong những cái clip lần tới này, từ giờ trở đi về các ngữ pháp N2 này, thì trong cái lớp học của chúng ta sẽ không chỉ có cô giáo là cô Thanh nữa, mà sẽ có thêm một bạn Nghĩa đóng vai trò là một bạn học sinh. Để làm gì? Để chúng ta sẽ có cảm giác gần hơn với mỗi bài học của Dũng Mori này nhá. Hay, và không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cùng mời bạn Nghĩa về chỗ ngồi và cùng nhau bắt đầu bài học ngày hôm nay nhá. Bạn Nghĩa vào chỗ ngồi đi nào. Hay. Ok, những người vào đi em. Ok, và chúng ta sẽ bước ngay vào bài đầu tiên, bài số 1 trong chương trình ngữ pháp của N2. Và trong các bài ngữ pháp của N2 này, bọn mình sẽ vẫn sắp xếp theo trình tự giống như ngày xưa học N3 ấy. Tức là đầu tiên với mỗi một bài nó sẽ có một chủ đề. Ví dụ như bài 1 là chủ đề Arekai Sano Nichijo. Ok. Và trong mỗi bài phần đầu nó sẽ có phần gì nhỉ? Phần một phần đoạn văn đúng không em? Chắc em xem sách qua đúng không? Và sau đó thì trong những đoạn văn đó xuất hiện những cái ngữ pháp gì thì chúng ta sẽ cùng nhau lần lượt lý giải nó thông qua các phần ở bên dưới. Và sau khi học xong từng phần ngữ pháp đó, khi mà đã nắm chắc được từng ngữ pháp một rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại và cùng nhau dịch để hiểu rõ hơn về đoạn văn mà người ta cho nhá. Hay, và thế thì hôm nay học về những ngữ pháp gì, chúng ta hãy cùng nghe bạn Nghĩa giới thiệu nhá. Mọi người cùng nhau nhìn lên màn hình nào. Đầu tiên là ngữ pháp gì nhỉ em nhỉ? Hôm nay thì chắc là chúng ta sẽ học về ngữ pháp đầu tiên, ngữ pháp tà tô tầm. Ngữ pháp số 2 là? Ngữ pháp số 2 là cà tô mô tô. Ok. Hay là tô omotara. Ok. Ngữ pháp số 3 chúng ta sẽ đi vào học cà nai cà no uchi ni. Ngữ pháp thứ 4 là nani nani shidai. Ok, chữ này là bằng shidai đúng không em? Ok, ừ. Hai. Tiếp nào, số 5. Số 5 là nani nani sai. Ok, chữ này cũng đọc là sai đúng không nào? Chữ số 6 là gì nhỉ? Số 6 là ni sai shite. Ok, hai. Atatte. Ừ, rồi. Ok, và như vừa nãy mình cũng đã nói đúng không? Đầu tiên bao giờ chúng ta sẽ có một bài văn như này, khá là dài đúng không? Và trong phần này bọn mình cũng có bôi đỏ những cái phần mà ngữ pháp chúng ta sẽ học. Ví dụ như đây là gì nhỉ? Cà tô motara đúng không nào? Hay. Và tiếp theo này, đó, một đoạn văn rất là dài. Cụ thể nội dung như thế nào thì tí nữa chúng ta sẽ cùng dịch ở đoạn cuối cùng nhá. Ok. Hay, và đến đây rồi, chúng ta sẽ bước vào ngữ pháp đầu tiên, đó là mẫu ngữ pháp tà tô tầm. Ok, mọi người sẵn sàng chưa? Rồi. Ok, và mẫu ngữ pháp đầu tiên của chúng ta sẽ là mẫu ngữ pháp mà người nhìn trên bảng đây, đó là gì nhỉ? Tạ tố tàn. Và có thể thêm từ ní vào đây đúng không? Khi mà đọc lên tạ tố tàn như thế này thì chúng ta sẽ biết được cái cách kết hợp của nó như nào nhỉ? Nghĩa nhỉ? Đoán không? Chữ gì đây nhỉ? Đây thể gì đây? Chắc là thể quá khứ đúng không ạ? Đúng rồi, động từ sẽ luôn luôn chia thể quá khứ là tạ tố tàn. Ok, và chúng ta sẽ dịch cái mẫu câu này có nghĩa là gì nhỉ? Ngay sau khi làm cái này thì xảy ra một cái gì đó nhá. Ngay sau khi làm cái đằng trước thì xảy ra một cái đằng sau. V1 tạ tô tàn ni, V2 ngay sau khi V1 thì V2, được chưa nhỉ? Ok, hiểu chưa em? Đấy, thế thì ở đây người ta cũng có giải thích cho mình bằng tiếng Nhật ở đây đúng không? Nani nani shita ato sugu. Ok, chính là cái cách lý giải của mình vừa nãy bằng tiếng Việt nhá. Và có một điều lưu ý các bạn nhớ này, đằng sau cái tố tàn tức là cái V2 đấy của mình á, đó chính là một cái kyunahenka. Đây nhỉ, kyunahenka tức là một cái gì nhỉ em nhỉ? Một cái biến đổi. Đúng rồi, một cái thay đổi một cách đột ngột đúng không? Kyunahenka, một cách cái thay đổi đột ngột mà mình không nghĩ tới nhá. Thế bây giờ chúng ta thử đi vào những cái ví dụ với cả tạ tố tàn nhá. Bây giờ mình tưởng tượng như này này, bây giờ một đứa trẻ đang khóc. Aka chan wa naite ru. Đấy nhỉ? Bây giờ mình có một đứa trẻ đang khóc. Thế bây giờ mình đứa trẻ con đang khóc thì mình có thể cho nó gì nó ngừng khóc ngay nhỉ? Cho kẹo này. Cho kẹo đi, được chưa nhỉ? Bây giờ nhá, em phải tập cho cô câu này nhá. Vừa mới, được chưa nhỉ? Ngay sau khi hay là vừa mới cho cái đứa trẻ đang khóc một cái kẹo, thế là nó dừng khóc ngay. Đó, sẽ dịch như nào bây giờ? Aka chan ni. Hai. Okashi o ageta totan. Hai. Ngừng khóc nào. Naki yamimashita. Ok, bạn nghĩa rất là tốt đúng không? Tức là gì? Bạn biết một từ là gì nhỉ? Ngừng khóc là naki yamimasu, naki yamu, ngừng khóc. Bây giờ
Ok, đúng rồi, dịch đúng rồi đấy. Aka chan ni, đấy chính là Aka chan ni okashi wo ageta totani e naki yamimashita, hay là nói cụ thể hơn là một đứa trẻ đang khóc đúng không nhỉ? Naite de Aka chan ni okashi wo ageta totani gì nhỉ? Naki yamimashita. Được chưa nhỉ? Và chúng ta nhìn thấy là gì nhỉ? Ngay sau khi mình cho kẹo phát thế là Nakiyamu đúng không? Là một cái sự thay đổi, vừa nãy đang khóc và bây giờ không khóc nữa. Đó là một sự thay đổi nhỉ? Henka, được chưa nhỉ? Hay là mình thử đặt một câu nữa nhé. Bây giờ ví dụ mấy ngày nữa là cô Thành mà có bầu chẳng hạn, đúng không? Mấy ngày nữa cô Thành có bầu. Mà con gái bầu rồi, đẻ xong rồi thường như thế nào? Thường là sao em? Béo lên. Đúng rồi, thường là em béo lên. Đây cũng là nỗi sợ của mình đúng không? Rồi, thế bây giờ mình thử đặt một câu nhé. Mẹ tôi chẳng hạn đúng không? Mẹ tôi vừa mới khi mà gì nhỉ? Ngay sau khi hay là lúc mà vừa mới gọi là về khoảnh khắc đúng không? Vừa mới hay là ngay sau khi đẻ đứa con xong phát là gì đây nhỉ? Là béo lên, là bắt đầu béo lên. Thế bây giờ cô gợi ý nhá. Bây giờ ngay sau khi đẻ xong thì chúng ta thường hay dùng cái câu này rất là hay này. Kodomo ga umareta totan. Đây nhỉ? Kodomo ga umareta totan ni. Béo lên nào, dùng từ béo lên gì? Tô được là béo nhưng mà béo lên thì em không biết. Ồ rồi, chúng ta sẽ dùng một từ béo lên là gì nhỉ? Futori hajimemashita. Đúng nhỉ? Okasan ga gì đấy? Okasan wa kodomo ga umareta totan ni gì nhỉ? Futori hajimemashita. Mọi người cùng nhau có thể, nếu mà không nghe kịp các bạn có thể nhìn là gì nhỉ? Ở trên màn hình chúng ta cũng có những cái câu mà được ghi lại những cái mẫu ví dụ như vậy nhá. Ok, đó là chúng ta hiểu về totan rồi chứ nhỉ? Đều là hai cái henka đúng không? Một là ngừng khóc và hai là gì nhỉ? Hai là béo lên, henka đúng không nhỉ? Nhớ cái từ henka cho mình nhá. Hay, và chúng ta sẽ bắt đầu bước ngay vào phần ví dụ để hiểu rõ hơn về những cái mẫu ngữ pháp này nè. Thứ nhất nghĩa là câu số 1 nè. Soto ni deta totan, ame ga futte kita. Ok, câu này mọi người có dịch được không? Nghĩa dịch được không? Câu này là khi mà tôi vừa mới ra ngoài đúng rồi. Vừa mới ra ngoài thì mưa, trời đổ mưa. Đúng rồi, trời đổ mưa đúng không? Đây là một cái gì nhỉ? Cái hên cạ đúng không nhỉ? Lúc nào phải nhớ cái này nhá, một sự thay đổi đó. Ok, câu số 2 cô sẽ đọc nhá. Watame o kuchi ni ireta totan ni tokete shimatta. Cái từ thô kê rự là gì nhỉ? Học trong N3 rồi đúng không? Thô kê rự là gì? Thô kê rự là đá chảy ra. Ờ, tan chảy ra đúng không? Thì câu này mình sẽ dịch là gì? Watame là gì đây? Cái kẹo gì nhỉ? Kẹo ngậm. Thì bây giờ mình khi mà mình vừa mới cho gì đấy? Cho cái gì nhỉ? Cho kẹo. Đúng rồi, cho viên kẹo ngậm vào đâu? Vào trong miệng. Vào trong miệng thì gì nhỉ? Nó? Nó tan chảy ra. Ờ, tan chảy ra. Ok, rồi câu số 2 xong rồi đúng không? Và chúng ta sẽ bước sang câu số 3 nhé. Câu số 3 này là gì nhỉ? Để các bạn cùng nhau đọc nào, nghĩa cùng các bạn đọc nào, hãy cùng nhau đọc các bạn nhé. Hapio ga watta totan, kaijou kara hakushu ga okotta. Hakushu là gì đấy? Hakushu là cái này này. Đúng không? Hakushu. Hay, và câu này em dịch đi. Khi mà cái cuộc phát biểu vừa mới kết thúc thì hội trường đã vỗ tay. Đúng rồi, chúng ta có thể dịch thực sát nghĩa hơn một chút nhé. Khi mà hapyo ga watta gì nhỉ? Khi mà cái bài phát biểu của mình, chẳng hạn ví dụ như bài phát biểu của mình vừa mới kết thúc xong phát thì gì đây? Kaijo kara thì từ phía hội trường nhá. Kaijo là từ phía hội trường. Vang lên gì đấy? Okotta đúng không nào? Vang lên tiếng vỗ tay. Hakushu ga okotta, okotta ne. Hay, và câu số 4 chúng ta cùng nhau đọc nhá. Câu số 4 là gì nhỉ? Mọi người hiểu câu số 3 đúng không? Chúng ta bước sang câu số 4 nhá. 4 là gì nhỉ? Ibento ga hajimatta totan hangaku no câu này em có hiểu. Câu này nếu mà bạn nào mà chuẩn bị bài trước ở nhà, mà nghĩ chuẩn bị bài trước ở nhà thì em sẽ rất là hiểu câu này. Bởi vì câu này là trích ở trong bài văn của chúng ta đúng không? Thì nếu mà hiểu văn cảnh thì chúng ta sẽ hiểu nó này. Thứ nhất chúng ta cùng nhau giải quyết từng từ vựng của nó một nhé. Ibento là gì em nhỉ? Sự kiện. Sự kiện đúng rồi, hay là gì ha. Ngoài ra cái từ sự kiện á, sự kiện chúng ta thường hay hình dung là một cái sự kiện mà nó có rất là nhiều người đến rồi tổ chức rất là kinh khủng đúng không? Ngoài ra thì nó có thể dùng sự kiện ví dụ như là trong tháng này Dũng Moody có tổ chức một cái sự kiện đó là giảm giá chẳng hạn, thì những cái chương trình như vậy. Ngoài ra cái từ sự kiện chúng ta có thể dịch cả từ chương trình đấy nhỉ? Khi cái chương trình này vừa mới bắt đầu đấy nhỉ? Chương trình nhá. Và hang các cửa gì đấy? Một nửa giá. Đúng rồi, một nửa giá. Kaigi shitsu dễ rồi. Umaru này là gì nhỉ? Umaru này là gì? Lấp đầy. Đúng rồi, được lấp đầy đúng không nào? Đây là tận tự động từ đúng không? Thế bây giờ mình sẽ dịch câu này là khi mà gì đấy? Cái chương trình này vừa mới bắt đầu. Bắt đầu thì những cái gì đấy? Những cái phòng gì nhỉ? Phòng họp mà chỉ có
đúng rồi, chỉ còn nửa giá thì đã gì nhỉ, được lấp đầy. Được lấp đầy, em hiểu câu này không? Câu này nghĩa như nào? Bây giờ cái evento của chúng ta là evento gì? Evento về buổi hòa nhạc chăng? Không đúng. Cái evento này chính là cái mà hankaku seru đấy nhỉ, là cái chương trình mà giảm giá một nửa đấy nhỉ. Khi mà cái chương trình này nó vừa bắt đầu cái thì gì đây nhỉ, những cái căn phòng họp một nửa giá mà trong nằm trong chương trình này nó được lấp đầy, tức là gì nhỉ, nó hết suất luôn rồi đấy. Đó, đó là ý nghĩa câu này nhá, được chưa, hiểu chưa? Rồi hay, và sau mỗi phần ngữ pháp chúng ta bao giờ cũng sẽ có một phần, đó phần kaiwa, phần ứng dụng nhá, kaiwa ứng dụng. Thì phần này sẽ là do thầy Shin Shin và cô giáo người Nhật tên là Iguchi thực hiện. Và ok, và xin mời các bạn hãy cùng bọn mình sẽ nhường màn hình lại cho hai thầy cô nhá. Xin mời các bạn lắng nghe. Shin Shin. Nan de kino watashi no message minakatta no? Gomen. 昨日家に帰った後疲れていたから横になった途端眠ってしまったよ。ごめんね。 Thế là kết thúc cái mẫu ngữ pháp đầu tiên rồi đúng không các bạn? Ừ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào mẫu ngữ pháp là cả to omoto hay là to omotara. Rồi. Cô ơi, bây giờ cái mẫu ngữ pháp này thì nó có nghĩa như thế nào và cách sử dụng của nó như thế nào cô? Ok, rồi mình sẽ hướng dẫn ngay nhá. Mẫu ngữ pháp của số 2 của chúng ta như bạn nghĩa vừa mới nói là ka to omoto hay là to omotara. Cái này chúng ta sẽ dịch là gì nhỉ? Cứ tưởng là, hay cũng dịch bằng một từ là giống như từ tố tàn vừa nãy là vừa mới. Vừa mới thì trước tiên mình cứ ghi lại cho cô cái gì nhỉ? Cái câu, cái cách dịch của nó nhá. Cứ tưởng là hay là vừa mới đi, dịch là vừa mới đi. Đấy nhỉ? Vừa mới. Ok chưa? Mọi người cùng nhau ghi nhá. Ghi là vừa mới nhá. Hay vừa mới thì vừa mới cái gì, thì mọi người nhìn lên cái cách lý giải khi mà người Nhật hướng dẫn cho mình đúng không, thì chúng họ cũng sẽ phân tích là gì nhỉ, à shita ato sugu, sau khi làm cái này thì ngay lập tức cái kia, thì tức là cũng giống như là gì nhỉ, v1 cả tô mô tô, v1 cả tô mô tà là, xong rồi v2 thì cũng là vừa mới v1 và sang v2. Thế thì điểm mấu chốt của nó là cái gì, mọi người hãy cùng nhau nhé. Omoteta no to hantai no koto ga okoru, à okiru desu ne, nghĩa là gì nhỉ, nó tức là đang hướng nói về cái rằng V2 nhé. V2 là gì nhỉ? V2 là gì nhỉ? Cái điều mà gì nhỉ? Nó trái với cái điều mà mình suy nghĩ. Đấy nhỉ? Tức là mình cứ tưởng là V1 nhưng mà lại hóa ra là V2. Đó, gì nhỉ? Và hai, và một cái lưu ý nữa trong cái ví dụ, à trong cái ngữ pháp này là, đó là gì nhỉ? Chủ ngữ thường là gì nhỉ? Sẽ là những cái đối tượng nằm ngoài bản thân mình, chứ không phải là watashi, không nói về watashi, mà thường nói về đối tượng thứ ba, anh ấy, cô ấy, trời mưa các kiểu vân vân, chó mèo vân vân chẳng hạn. Nhá. Đấy, thế thì bây giờ em nhận ra hai điểm khác nhau giữa hai cái vừa mới một và vừa mới hai chưa? Vừa mới một là gì? Vừa mới một là có cái gì đấy biến đổi. Đúng rồi, cái hên cả đúng rồi, thế còn vừa mới hai là gì? Vừa mới hai là cái điều gì đó trái với suy nghĩ của mình. Đúng rồi, hay. Bây giờ ví dụ vừa mới như thế này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái vừa mới mà nó ra một cái khác trái ngược này. Bây giờ ví dụ cô Thanh là một người mà tính thường hay kiểu thất thường ấy. Bây giờ đang rất là tức giận. Đấy, okurimasu ne. Thế là vừa mới tức xong rồi lại thấy gì đây? Lại thấy gì mới trái ngược với tự okuru bây giờ? Lại thấy cười nhe nhe chẳng hạn đúng không? Anh ấy vừa mới nổi giận xong, thế mà bây giờ lại cười rồi. Chẳng hạn như thế thì mình sẽ nói như nào bây giờ nhỉ? Như đặt câu này cho cô nào. Kare wa okotta ka so to omou to harimashita. Đúng rồi, đấy, chính là câu này của chúng ta đấy, thế nhỉ? Kare wa okotta ka to omottara, okotta ka to omoto waraimashita, hay là người ta dùng một cái từ hay hơn khi chúng ta kết hợp được với những cái ngữ pháp của N3 là waraidasu chẳng hạn, là gì nhỉ, bắt đầu cười hay là cười ra bật lớn chẳng hạn, đúng không, là gì nhỉ, kare wa okotta ka to omoto waraidashimashita. Đó, được chưa? Hay là mình sẽ có một câu ví dụ như sau, nghĩa mà các bạn sẽ cùng nghe dịch cho mình nhé. Musco, bây giờ giả dụ mình thành bà mẹ của những đứa con rồi chẳng hạn, đúng không? Mình mua thằng con trai rất là gì đây, chẳng chịu học hành, là mình chỉ có toàn đi chơi thôi chẳng hạn, đúng không? Ví dụ như là Musco wa benkyou hajimeta ka to omottara, đúng không? Musco wa benkyou hajimeta ka to omottara mou game wo hajimemashita. Được chưa? Câu này em dịch được không? Câu này một nửa về kia, một nửa về kia là gì nhỉ? Tôi cứ nghĩ là đứa con trai nó học
Nhưng mà hóa ra thì nó chơi game. Đúng rồi. Hay là thực ra mình gắn vào cái ngữ pháp nghĩa của câu này thì mình dịch chuẩn chuẩn hơn là gì nhỉ? Thằng con tôi nó vừa mới kiểu như bắt đầu học, thế là ngoảnh sang lại thấy nó bắt đầu chơi game. Tức là một cái điều mà gì nhỉ? Xô dôi gài là cái điều mà mình không ngờ tới, đúng không? Tin tưởng nó lắm, đúng không? Đấy. Thế thì nghe qua hai ví dụ, các bạn có thấy điểm đặc điểm gì đặc biệt về cái động từ mà đứng trước cà tô mộ tố nhỉ? Nghĩa thấy được đặc điểm gì đặc biệt không? Nó là động từ thể quá khứ ạ. Đúng rồi, tất cả những động từ đều là thể quá khứ, đúng không? Chúng ta tưởng tượng nhé, cả hai cái mẫu vừa rồi chúng ta đều là những cái hành động mà theo thứ tự một cái trước một cái sau. Thế nên là thường là cái một cái kết thúc rồi, xong rồi cái hai, đúng không? Thế nên là chúng ta sẽ dùng ở thể tạ hết nhá, mọi người nhớ chưa nhá? Hay, và chúng ta sẽ bắt đầu bước vào phần ví dụ nào. Câu số 1 nhá, mọi người cùng nhau nhìn và đọc ngoạn nghĩa nào. Ame ga fute kita ka to omottara sugu ni yanda. Ok, câu này em dịch là gì bây giờ? Câu này là trời vừa mới đổ mưa Mà lại đã tạnh mưa luôn. Đúng rồi, tức là vừa mới đổ mưa mình nghĩ là sẽ phải mưa suốt, đúng không? Nhưng mà bây giờ là gì nhỉ? Nó lại tạnh mất rồi. Đó, nhá, nghĩa là câu này như vậy nhá. Câu số 2 nào. Akachan wa, gì nhỉ? Akachan wa neteru ka to omoto naki dashitari suru. Đấy nhỉ? Câu này là gì nhỉ? À, câu này thì mình dịch là gì nhỉ? Cái đứa trẻ, đúng không? Nó vừa mới đang ngủ một phát thế mà nó lại gì nhỉ? Bắt đầu khóc rồi. Đấy, hay là dịch mà nó trôi chảy hơn nữa là gì nhỉ? Cái đứa trẻ cứ tưởng ngủ thế mà cứ tưởng mà nó ngủ ấy, thế mà bây giờ nó bắt đầu nó khóc. Đấy, nakidashitarisuru nhé. Câu số 3 nào. Tenki ga yokunatta ka to omottara mata ame ga futte kita. Vừa mới gì nhỉ? Thời tiết nó vừa mới tốt lên. Đúng rồi, vừa mới tốt lên thế mà nó lại đổ mưa. Đúng rồi, lại đổ mưa rồi. Đó, thời tiết thất thường chẳng hạn, đúng không? Nhất là thời gian này. Hay, câu số 4 nào. Saki isu ni suwatta ka to omottara mo shiryou tsukutte kita no ka. Câu này cũng là một câu mà trích trong bài văn đấy, à trong cái bài đọc của chúng ta, nên là để hiểu văn cảnh thì tí nữa vào bài đọc chúng ta sẽ hiểu, còn bây giờ mình sẽ dịch cho mọi người nhá. À, cái gì nhỉ? Mày vừa mới ngồi vào gì đấy, vào ghế thôi, lúc nãy thôi, thế mà gì đây nhỉ? Thế mà đã làm xong tài liệu rồi à? Đấy nhỉ? Mo shiryou o tsukutte kita no ka. Tức là như kiểu là mình là anh giám đốc, đúng không? Mình nhờ, có nghĩa nhân viên mình nhờ nghĩa đi làm một chút tài liệu chẳng hạn. Thế mà vừa mới thấy nó ngồi vào ghế phát bây giờ nó làm xong tài liệu cho mình luôn rồi. Đấy. Đó là hai ngữ pháp đầu tiên của chúng ta. Thấy sao? Dễ hiểu quá. Dễ hiểu á? Mọi người thấy bằng nghĩa của nó học có giỏi không? Nhưng mà hai mẫu ngữ pháp này thì em sợ là hay nhầm lẫn với nhau. Nhầm lẫn. Có nghĩa là vừa mới. Đúng rồi. Chúng ta đều tìm một cái từ tiếng Việt dịch của nó đây là vừa mới, đúng không? Thế thì nó khác gì nhau ở cái điểm gì thì từ nãy giờ cô nhấn đi nhấn lại rất là nhiều lần rồi mọi người ạ. Một cái là kyu na hen ka, một cái là một gì nhỉ? Mang tính chất một thay đổi, mang tính chất gì đây? Đột ngột. Đó, mang tính chất đột ngột nhá. Hay là ngày xưa mình có hay gì nhỉ? Hay các bạn có thể nhớ thông qua một cái ví dụ này cũng rất là hay này. Ví dụ như là mình vừa mới ấn một miếng vào mồm phát thì nó nôn hết cả ra. Đấy, đó là cái từ tạ tố tàn nhá, một cái biến đổi thay đổi rất là bất ngờ, à rất là gì nhỉ? Nhanh chóng nhá mọi người nhá, nhanh chóng. Thế còn với cái từ cà tố mô tố là một cái gì nhỉ? Một cái xảy đến mang tính chất bất ngờ, mang tính chất mình không ngờ đến, một cái là nhanh chóng, một cái là không ngờ đến. Đó. Được chưa? お母さん. Ơ, nani? お母さん, お姉さん 今部屋? もう出て行ったわよ. え, お姉さん 帰ってきたかと思ったら もう出かけて行ったの? 1分前に帰ってきたばかりなのに. はい. Rồi, chúng ta sẽ sau một cái phần mà từ vựng giống nhau, ngữ pháp giống nhau như này, chúng ta sẽ có một phần làm bài tập mà các bạn sẽ cùng nhau làm nhé. À đây, đây người ta còn nói cho mình đây này. Phân biệt giữa hai cái này, tố tàn này là gì nhỉ? Kyu ni này, hen ka ga okoru. Còn cái này là hang tai no koto ga okoru, là một cái điều trái ngược, đúng không? Giống như vừa nãy chúng ta vừa thấy đấy, gì nhỉ? Mưa vừa thấy rơi, bây giờ lại tạnh và rơi khác nhau, đúng không? Đó, hay. Rồi, cùng nhau làm phần thuộc cơ siêu nha. Nào, câu số 1, nghĩa cùng mọi người cùng làm đi. Câu số 1 cùng làm. Ok, chúng ta cùng nhau làm luôn nha các bạn nhé. Câu 1 là これで仕事が終わった何々次の仕事が来た. Ok. Điền là gì? Điền là cà tô mốt tà là hay à? Tố tàn bây giờ. Mình dịch một nửa bên này đúng không? Đến đây công việc là đã kết thúc rồi.
chấm chấm, công việc khác lại đến. Hai cái này mang tính chất là gì nhỉ? Một cái đằng sau kia em phải phát hiện, à phải nghĩ xem là nó là mang tính chất đột ngột hay là mang tính chất ngược lại so với suy nghĩ của mình. Đột ngột hay ngược lại? Em nghĩ là ngược lại. Đúng rồi, phải ngược lại chứ. Vì sao nhỉ? Một cái là gì nhỉ? Công việc kết thúc và một cái lại còn công việc nữa. Đúng không? Còn và lại, à kết thúc và còn là hai cái hoàn toàn đối ngược với nhau, nên chúng ta sẽ điền là gì đây? Ừ, công việc này vừa mới kết thúc xong, công việc khác lại đến rồi. Đấy, được chưa nhỉ? Nên chúng ta sẽ chọn đáp án số mấy đây nhỉ? A. A nhá. Rồi các bạn nhớ ghi vào nhá. Đấy, câu số 2 nè, nghĩa cùng nhau cùng làm luôn nhá. Câu số 2 nè. Ame ga tekita ka to omottara motto ame ga tsuyoku natta. Hay là mo yanda. Mo yanda. Điền gì bây giờ? Ka to omottara đúng không? Em điền gì nhỉ? B. Đúng rồi, B. Vì sao là B? Vì gì đây nhỉ? Chữ này cả tố một tờ là hai cái ngược nhau nhá. Vì gì nhỉ? Trời vừa mới gì đây? Mưa thôi, bây giờ lại tạnh rồi. Đó, đáp án B nhá. Mọi người điền vào nhá. Tiếp này. Câu số 3. Hay, câu số 3 nào. 1日中 歩き 回して 回って回って Hay. 疲れていたので布団に入った途端 Rồi. Câu này mình dịch là gì nhỉ em nhỉ? Cả một ngày gì đấy? Tôi đi bộ. Nên rất là mệt. Thế nên là gì đấy? Thế nên là tôi vừa mới chui vào chăn. Thì làm sao? Thì diễn tả một cái gì nhỉ? Hên cả nào, một cái thay đổi nào. Thì gì đây nhỉ? Thì tôi lấy hết được mệt mỏi này, hay tôi buồn ngủ này, hay là chân tôi tự nhiên lại đau lên này. Nên cái gì nhỉ? Hợp lý hơn nào? Tôi ngủ luôn. Đúng rồi, tôi ngủ luôn đúng không? Tôi ngủ luôn. Hay bây giờ đang tỉnh ngủ như sáo ấy, vào chăn phát là ngủ luôn đấy nhỉ. Đọc lại câu này nhá. 1日中歩き回って疲れていたので布団に入った途端眠ってしまった. Được chưa? Yeah, phần này rất là dễ đúng không? Tiếp bây giờ chúng ta còn một phần làm bài tập là làm sao nữa. Cùng nhau làm luôn nào em nào. とても疲れていたので ベッドに Đúng rồi. 入った途端 Đúng rồi. Ok, được chưa nhỉ? Giống câu bên trên đúng không nhỉ? Vừa mới chui vào giường phát thế là gì nhỉ? Mình ngủ luôn. Câu tiếp theo mọi người làm đúng không? Rồi, các bạn đúng không? Tiếp câu số 2 nào. Yatto. Bên cuối là sugu tsugi no shigoto ga kitta. Ok, rồi, câu này hơi giống bên trên nhỉ, đúng không? Rất là dễ, em thử điền luôn là cô xem đúng không? Yatto kyō no shigoto ga owatta. Ok. Đúng rồi, đúng cho mọi người. Sugu nào nha. Kyō no shigoto ga owatta ka to omottara sugu tsugi no shigoto ga kita. Đấy nhỉ. Công việc của ngày hôm nay vừa mới kết thúc thì lại công việc khác nó lại đến. Đó chưa? Đáp án của chúng ta là mấy? 4 2 1 3 đúng không? Dù sao là 2. Ừ, dù sao là 2. Hay đi thi mà làm phần này nhớ phải gì nhỉ? Ghi ra xong rồi điền luôn dấu sao và đáp án nhá. Đừng có mà có nhiều bạn học sinh của mình đi thi không? Ngồi vẽ vẽ các kiểu xong rồi nhầm loạn dấu sao hết cả lên. Đấy. Hay, nghĩ hôm nay có thi N2 không? Em định thi ạ. Định thi à? Định lấy bao nhiêu điểm đây? 150 điểm. 150 điểm. Hay. Sướng đúng không? Được ngồi học cùng cô này, nhưng mà mọi người cũng sẽ được ngồi học tất cả những bài học như này đúng không? Thế nên là hãy cùng bạn Nghĩa cố gắng nhá. Sau rồi tháng 12 hay tháng 7 các kỳ thi hàng năm đúng không? Rồi chúng ta có kết quả như nào thì nhớ comment vào rồi dùng Nghĩa xem là mày được bao nhiêu điểm, anh được bao nhiêu điểm rồi đúng không nhá? Hay và chúng ta sẽ bước sang ngữ pháp số 3 của ngày hôm nay nhá. Ok, và chúng ta sẽ bước sang ngữ pháp số 3 của bài ngày hôm nay, đó là ngữ pháp gì? Các bạn hãy cùng nhau nhìn lên trên màn hình nhá. Đó là nani nani ka, nani nani nai ka no uchi ni nhá. Cái này thì trước tiên các bạn hãy ghi phần giải thích nghĩa tiếng Việt cho mình đã. Chúng ta sẽ dịch bằng hai từ, thứ nhất là vừa mới và thứ hai là còn chưa. Đấy, còn chưa thì còn chưa cái gì? Tức là ví dụ đằng này là một nửa về câu và đằng sau một nửa về câu nhá. Lúc mà vừa mới thế này thì một nửa về sau là thế này, hay là lúc mà còn chưa thế này thì đằng sau là thế này. Đó, hai cái về câu như vậy nhá. Hay, và chúng ta hãy cùng nhau nhìn lên trên màn hình để xem là người Nhật người ta lý giải cái cách dùng của nó như thế nào nhá. Nani-nani ga owatta to sugu no kata hyogen. Đây nghĩa là gì nhỉ em nhỉ? Đây là một cái cách nói cứng đúng không? Hay là một cái biểu hiện lịch sự hơn của cái câu mà chúng ta nói trong tiếng Nhật, rằng là gì nhỉ? Sau khi cái này kết thúc thì ngay lập tức thế nào nào đó nhá.
Hay, và mọi người hãy cùng nhìn này, những cái dấu sao thêm đúng không? Nani nani ga owatta kamo wakaranai gurai. Sugu, tức là gì nhỉ? Nó ngay lập tức đến cái mức mà gì nhỉ? Mình thậm chí còn không biết được rằng là nó đã kết thúc rồi. Đấy, thế nên là mình mới tìm các bạn một cái từ các bạn dịch là gì nhỉ? Còn chưa đúng không? Tưởng là còn chưa thế này. Đó. Hay là gì nhỉ? Và một cái chú ý nữa là gì nhỉ? Jibun no kodo, kodo to wa amari kankei ga nai kekka ga kuru. Tức là gì nhỉ? Đằng sau thường là một cái kết quả mà nó không liên quan lắm tới cái hành động của bản thân. Nghe câu này có vẻ hơi khó hiểu, nhưng mà cụ thể như nào thì nữa qua từng ví dụ các bạn sẽ hình dung rõ nhé. Rồi, nói luôn. Tức là gì nhỉ? Những cái đó nó thường không liên quan đến bản thân của mình lắm. Hay, và ở đây thì mình sẽ nhắc lại một lần nữa về cái cách sử dụng của gì nhỉ? Mẫu câu này nhé. Các bạn nhớ này, đây là gì nhỉ? Thường nó sẽ hai cái dấu ngã ngã vừa nãy, tức là cái gì đó cả này, xong đằng sau là nai cả nôi chi ni, tức là hai động từ và không phải hai phần để điền vào, nhưng mà nó sẽ chỉ là một động từ thôi, một động từ được lặp đi lặp lại. Nửa đằng trước thì có thể chia ở dạng rự, tức là dạng gì nhỉ, từ điển, và hai là thể tạ, tức là thể gì đây em nhỉ, thể quá khứ đúng không, và đằng sau thì bao giờ nó cũng chia thể gì đấy nhỉ, thể nai, nhớ nhá, về rự về tạ cả, sau đó thì là về nai cả nôi chi ni, vừa mới về thế này thì đã thế cái kia, hay là lúc mà còn chưa thế này thì đã thế kia. Đấy nhá. Hay, và chúng ta hãy cùng lắng nghe thử những ví dụ sau đây để hiểu hơn về mẫu câu này nhá. Bây giờ Nghĩa có điện thoại không? Có đúng không? Bây giờ cô sẽ gọi cho bạn Nghĩa để chúng ta cùng nhau minh họa ví dụ này nhá. Ví dụ gì đây? Đấy, iPhone à? Rồi, cô cũng iPhone. Rồi, số của Nghĩa đây, à đâu rồi, đây rồi. Ơ, mình chưa thêm Nghĩa. Rồi, gọi Nghĩa nhá. Điện thoại em có chuông không? Có. Rồi, các bạn nhìn này, ui giời, em phải để chuông cho các bạn hình dung rõ chứ. Nào, cô gọi lại nhá, các bạn nhìn nhá. Ờ, gọi đâu nhỉ? Đây. Gọi như nào? Đây rồi, đấy. Tắt luôn. Ôi, tắt trước, tắt rồi. Đấy, câu này chúng ta sẽ dịch, các bạn nhìn văn cảnh sẽ dịch cho mình thử một câu như này nhá. Điện thoại gì nhỉ? Điện thoại vừa mới reo lên phát nó tắt luôn rồi. Đó, chính là câu này của chúng ta nhá. Điện thoại vừa mới reo lên phát thì tắt luôn rồi. Em có dịch câu này không? Điện thoại vừa reo lên phát thì tắt luôn rồi, nó như nào nhỉ? Điện thoại ga natta ka naranai ka. Đúng rồi. Đúng. Hay. Gì nữa? Tắt là gì? Ok, các bạn nghe lại ví dụ của bạn Nghĩa nhá. Cái gì nhỉ? Den wa ga natta ka naranai ka no uchi ni kiemashita. Ui giời ơi, học nờ mấy rồi. Điện thoại tắt, điện thoại ngắt mà dám bảo là kieru là denki ga kieru cơ mà, là điện tắt đúng không? Mà điện thoại tắt của chúng ta sẽ dùng từ kireru nhá, kireru. Thì bây giờ mình sẽ có một câu như sau, đó là gì nhỉ? Den wa ga deta ka denai ka no uchi ni, đấy nhỉ? Denai ka no uchi ni kiremashita, đấy nhỉ? Kiremashita, điện thoại vừa mới reo phát lại tắt luôn rồi. Hay là có một câu khác, ví dụ như sau, gì nhỉ? Dũng sensei chẳng hạn, chúng ta có một thầy tên là Dũng đúng không? Có biết thầy Dũng không? Dũng sensei là Dũng sensei đúng không? Thầy đây. Dũng sensei wa kaisa ni tsuku ka tsukanai ka no uchi ni shigoto wa hajimemashita. Đấy nhỉ? Câu này dịch là gì? Em hiểu không nhỉ? Thầy Dũng thì vừa mới công ty thì đã bắt đầu công việc. Đúng rồi, đã bắt đầu công việc rồi đúng không? Mình tin chắc là khi nào mà các bạn học những ngữ pháp này, các bạn sẽ hỏi mình rất là nhiều về cái rự và tạ đúng không? Nghĩa có thấy thế không? Em cũng không biết cách sử dụng của cái khi nào mà dùng thể rự và khi nào dùng thể tạ. Rồi, thì thực ra thì trước khi mà chuẩn bị bài giảng này, mình có hỏi rất là nhiều thầy giáo người Nhật. Hỏi thầy, thầy ơi khi nào phải dùng rự mà khi nào phải dùng tạ? Bây giờ tất nhiên đằng sau luôn luôn là venai đúng không? Venai ka no uchi ni. Thì thầy bảo là cái này là phải dựa vào cảm giác và thói quen khi mà chúng ta dùng từ đúng không? Còn nếu mà để phân biệt rõ thêm một chút thì chúng ta tưởng tượng như này nhá. Ví dụ chúng ta có những ví dụ như sau này. Các bạn cùng nhau nhìn qua ví dụ này, chúng ta sẽ phân tích cho nó dễ nhá. Thứ nhất đây, chúng ta thấy là ve tạ ka và ve nai ka no uchi ni đúng không? Câu này sẽ cùng nhau đọc này. 1 phút tatta ka tatanai ka no uchi ni henshin ga kita. Câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Vừa mới hết 1 phút mà gì nhỉ? Cái thư hồi đáp nó đã đến rồi.
Đó, hensin của chúng ta là ví dụ chúng ta gửi mail xong người ta gửi lại mail đáp cho mình đúng không? Đó, đây nhá. Vừa mới hết một phút, nghe này, vừa mới hết một phút thì gì nhỉ? Thì cái thư phản hồi đã đến rồi. Tiếp câu số 2 này. 부처와 신입사원의 挨拶が 終わるか 終わらないか の うちに 席に 戻ってしまった. Thì câu này có sẽ dịch là gì đấy nhỉ? Ông trưởng phòng đúng không? Ông tổ trưởng đúng không? Gì nhỉ? Ông ấy đã quay trở vào ghế ngay lập tức lúc mà gì nhỉ? Bài phát biểu hay là lời chào hỏi của nhân viên mới trong công ty còn chưa kết thúc xong. Bên trên là vừa bên trên là gì nhỉ? Vừa mới hết một phút, còn bên dưới là còn chưa kết thúc xong. Tức là gì nhỉ? Cái này dựa vào cảm giác của người người nói. Một cái là gì nhỉ? Bên trên là gì nhỉ? Đã hết một phút rồi và thư đến. Còn một cái là gì nhỉ? Bài nói chuyện hay là cái thời điểm này còn chưa xong mà đã đến hành động khác rồi. Hiểu chưa? Đó là về tạ cả và về được cả. Cô giáo rất là exokin mê giải thích cho mọi người nên mọi người phải hiểu nhá. Được chưa nhá? Rồi chúng ta sang ví dụ số 3, nghĩa đọc cho mọi người nào. Đến xe no doa ga hiraku ka hirakanai ka no uchi ni oku no joukyaku ga hairikonda. Đúng rồi, câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Cái cửa của tàu điện ấy thì vừa mới mở ra thì đã có rất là nhiều khách vào. Đúng rồi, tức là gì nhỉ? Ùn ùn nhau kéo vào. Câu này nếu mà gì nhỉ? Mình dùng cái từ tiếng Việt để gọi là cảm cho cảm giác cho nó gì nhỉ? Nó hai hành động nó xảy ra liên tiếp hơn nó gì nhỉ? Cái cửa của tàu điện còn chưa vừa kịp mở ra mà khách đã ùn ùn đẩy vào. Tiếng Việt mình có cách nói như vậy đúng không em? Rồi. Hay. Nhưng mà thực ra cửa phải mở rồi nó mới vào được đúng không? Đúng nhỉ? Hay câu số 4 nào. Cùng nhau đọc nha. Cả cô và cả nghe nha. 話が終わってから 5分かかるか かからないかのうちに うちに ok やり直してきた. Câu này là câu nằm trong lại là trong bài đọc của chúng ta đúng không? Đó là câu gì em hiểu nghĩa câu này không? Có nghĩa là cái cuộc nói chuyện ấy. Đúng rồi. Chưa biết là đã hết 5 phút không? Mà gì đây? Đã sửa xong rồi. Đã sửa xong rồi. Tí nữa vào bài đọc chúng ta sẽ hiểu rõ hơn câu này nhá. Tức là gì nhỉ? Ví dụ sếp giao cho bạn này phải sửa xong cái tài liệu này cho mình đúng không? Thế thì vừa mới nói chuyện xong mà mày sửa đi, còn chưa hết 5 phút mà nó đã sửa xong rồi, thì đó chính là ý nghĩa câu này của mình nhá. Được chưa? Hay, và chúng ta sẽ cùng nhau nghe gì nhỉ? Bài cai qua của thầy Shin và cô Ikichi nhá. Nè nè, kare kara henshin kita? うん 1分 経ったか 経たないかのうちに 返信が来た 私のことが好きということかな それはまだわかんないよ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sang cái ngữ pháp số 4 của ngày hôm nay là Shidai. Ok, Shidai nha. Chắc hẳn là những cái bạn nào mà từng học theo sát cái chương trình học ngữ pháp của thầy Dũng hay cô Thanh ở trên gì nhỉ? Một là trên YouTube này, hai là trong chương trình online của N3, thì chắc hẳn là các bạn đã từng nghe qua một ngữ pháp Shidai rồi đấy mọi người ạ. Đó là gì nhỉ? Chúng ta một cái mẫu là danh từ cộng với Shidai có nghĩa là tùy vào. Ví dụ Anata Shidai. Đây nhỉ? Anata Shidai desu. Là gì đấy? Là tùy vào bạn. Kotoshi no shiken desu ne. Kotoshi no shiken gokaku dekiru ka dekinai ka là Anata Shidai. Đây nhỉ? Năm nay có thi đỗ được hay không là gì nhỉ? Là tùy vào cậu. Thế thì ngày hôm nay trong chương trình N2 chúng ta sẽ học thêm một mẫu ngữ pháp về Shidai nữa, rất là dễ thôi. Gọi là N2 nhưng mà chẳng khó tẹo nào luôn. Cách dùng của nó như sau: động từ chia thể với mas, mình bỏ mas đi và cộng với từ shidai và dịch bằng một từ đơn giản, thế là từ sau khi, nó bằng với vê tạ tổ. Ngày xưa vê tạ tổ học N4 đúng không? Mà bây giờ học shidai N2 mà vẫn bằng nghĩa a tổ, tức là mình hiểu sẽ nghĩa là gì nhỉ? Cái a tổ ngày xưa là kiểu như là dùng trong văn cảnh bình thường, còn bây giờ shidai mình dùng trong văn cảnh lịch sự hơn. Đó nhá. Hay, và phần này thì mình sẽ không để các bạn nghĩ quá nhiều gì bởi vì nó rất dễ, chúng ta sẽ đi ngay vào phần ví dụ nhá. Rồi, nghĩa sẽ đọc ví dụ đầu tiên nào, câu số 1 nào. Tức là sau khi trời tạnh thì tôi xuất phát. Thì sẽ xuất phát đúng không? Hay câu số 2 nào, câu số 2 là gì đây? Sau khi chuẩn bị xong thì tôi gọi ai đó. Sau khi chuẩn bị xong thì tôi sẽ gọi quý khách chẳng hạn đúng không? Hay là sau khi làm xong hay chuẩn bị xong thì tôi sẽ gọi anh chị. Tức là trong câu này người ta dùng thể gì ấy nhỉ? Thể oyobishimasu là thể khiêm nhường ngữ đúng không? Thì tức là gì nhỉ? Đây trong văn cảnh ví dụ như là nhân viên nói với khách hàng sau khi em chuẩn bị xong, em chuẩn bị cơm nước xong xuôi thì em sẽ gọi anh chị ạ. Đó nhá. Hãy câu số 3 của chúng ta nào. Tanaka ga kaeri shidai sochira e renraku sasemasu. Nghĩa gì đây? Khi mà anh ta là
Anh Tanaka. Sau khi Tanaka vừa mới quay về. Sau khi anh Tanaka quay về. Thì tôi sẽ liên lạc. Không phải, tôi sẽ bắt Tanaka liên lạc về Sochida là gì nhỉ? Về phía anh ấy. Ví dụ như là bây giờ mình có gọi điện đến nhà một bạn nhà của Tanaka thì Tanaka lúc ấy vắng nhà, thế xong rồi vợ của Tanaka nghe chẳng hạn, đúng không? Thì cái bà vợ bà trả lời là gì nhỉ? Sau khi Tanaka về thì tôi sẽ bảo anh ấy gọi điện cho anh. Sochida là phía tôi mà, đúng không? Là câu số 4 nào? Gì nhỉ? Rồi ơi, từ nay mà không biết à? Xuất trình nào, đọc là gì nhỉ? Tê xuất tử. Ok, tê xuất tử. Hãy tê xuất tử してください. Nghĩa là gì đấy nhỉ? Sau khi gì đấy? Sau khi sử dụng xong. Đúng rồi. Phòng họp. Đúng rồi, thì hãy gì đấy? Đưa lại. Đúng rồi, xuất trình hoặc là đưa lại ở đâu nhỉ? Đưa cái gì nhỉ? Đưa cái thẻ sử dụng. Đúng rồi, cho Uketsuke, đúng rồi, cho bên quầy lễ tân, đúng không nào? あの、次のミーティング、いつがご都合よろしいでしょうか？そうですね。ミーティングの日程については、明日の予定が分かり次第連絡いたします。はい、và sau hai cái phần ngữ pháp mà có vẻ hơi giống nhau thế này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xem là bài này sẽ phân biệt nó như thế nào nhé. Đầu tiên cả hai này từ nãy giờ mình đều nói là gì nhỉ? Sau khi hay vừa mới thế nào nào đó, đúng không? Tuy nhiên cái cả nay cả nô chính nghĩa người ta sử dụng một cái từ homo doji, tức là gần như là cùng một lúc đó. Cửa còn chưa kịp mở ra mà người đã ùn ùn lao vào rồi. Đó, gần như là cùng một khoảnh khắc luôn. Còn cái này là gì đây? Shidai là sau khi cái này kết thúc xong rồi thì mới đến cái tiếp theo. Rất là cảm giác nó chậm chậm hơn một chút. Hay, và chúng ta sẽ cùng bước vào phần bài tập của phần này nhá. À, nhưng mà trước khi vào bước vào bài tập thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Nhớ không? Phải nghe phần hội thoại của thầy Shin và cô Ikuchi nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu số 1 ở trong line 1 nha các bạn. Cùng nhau làm luôn nhá. 息子は新しい塾に通うか、通わないかのうちに。điều gì bây giờ? Cái đứa con trai của tôi đúng không? Nó vừa mới đi đến gì nhỉ? Trường học mới, rước cự là gì nhỉ? Gọi là nơi học thêm mới đúng không? Thì nó đã thế nào rồi? Thì nó đã... Đã gì nhỉ? Đã đi chơi hay là đã không làm bài tập hay là đã bỏ luôn rồi? Điều gì bây giờ? Suguika. Đúng rồi, nhỉ? Thằng con tôi nó vừa mới bắt đầu đi làm, đi học ở trường gì nhỉ? Trường mới phát thế là gì nhỉ? Nó lại không đi học nữa, nó bỏ học luôn á. Đấy, tóm lại thằng con đốn mạc đúng không? Tiếp là câu số 2. Hai, câu số 2 em cô làm mọi người đi. Xong cô sẽ check cho. Liên lạc ga nanimani shirai sugu otsutae itashimasu. Hai. Đằng trước gì nhỉ? Shida chúng ta điền thể gì đây? Thể lịch sự bỏ mát sự. Thể không? Thể V mát bỏ mát. Ừ thì đáp án số mấy nhỉ? Đáp án C. Đúng rồi, đáp án C đúng không nhỉ? Hay sau khi có liên lạc thì chúng tôi sẽ gì đây? Sẽ otsutai itashimasu là gì? Tôi sẽ nhắn lại cho anh. Đấy. Câu số 3 nào. Shugo ga owari shidai kyoshitsu no soji o. Soji o. Câu này gì cả gì nhỉ? Sau khi gì đấy? Kết thúc giờ học. Thì chúng ta sẽ yarimasu. Ừ đúng rồi, sẽ yarimasu đúng không nhỉ? Kyoshitsu no soji o yarimasu. Chúng tôi sẽ gì nhỉ? Làm hay là gọi là dọn vệ sinh của phòng học. Được chưa? Ok, thế sang phần sau, bài tập sau này mình sẽ mời bạn Nghĩa lên bảng làm nhá. Nghĩa lên làm với cô câu số 1 nào. Theo mình thì tsukarete gì nhỉ? Tsukarete cái nara nai ka, lại có một ka nữa. Hai ru bet do ni. Ok, yoko ni naru ka nara nai ka, đúng không? Em điền vào luôn đi. Đáp án số mấy nhỉ? 1 đúng không nhỉ? À đâu, 4 chứ. 4, 3, 2. Vậy thì đáp án chúng ta sẽ là điền luôn nào. 4. Ok, 1 gì nữa? 3 2. Ok, như vậy đáp án của chúng ta là số mấy nhỉ? Số 1 đúng nào? Ok, hay rồi. Thank you. Hay, và câu này thì cô sẽ làm nhá. Câu số 2 của chúng ta chấm các kiểu này lên là kuitashimasu.
Câu này mình đang học mẫu ngữ pháp gì mọi người nhỉ? Mẫu ngữ pháp shidai đúng không? Đứng trước shidai bao giờ phải là một động từ thể gì nhỉ? Masu bỏ mas là kimari, shidai ghép vào nhau luôn nhá. Đi thi bao giờ cũng phải chọn kiểu và gọi là mò như thế đúng không? Hay và còn lại chúng ta có từ hatsubai bi đúng không? Hatsubai bi là ngày bán ngày mở bán hàng á. Đó, thì câu này mình sẽ dịch là gì nhỉ? Hatsubai bi ga đúng nhỉ? Hatsubai bi ga 31 này. Kimari shidai đúng nhỉ? Kimari shidai. Ngay sau khi gì đấy, hay là sau khi gì đấy nhỉ, sau khi ngày bán hàng nó được quyết định, được lên lịch thì chúng tôi sẽ lên lakitashimasu, được chưa nhỉ? Đọc lại câu này nhá. Hatsubai bi ga kimari shidai lên lakitashimasu. Ok, hay, và mình sẽ viết lại nhá. Ok, ghi lại đáp án nhá, để nhớ nhá. 1, 3, 1 gì đây, 2, 4, được chưa? Rồi nhá.